Hi, chào mừng em đã quay trở lại kênh Kê Thêm Chúng Con. Anh em đều biết là mùa hè này, trong cái mùa hè nóng bức này thì có rất là nhiều muỗi. Đặc biệt là anh em mà không ở chung cư ấy, mà ở nhà dưới mặt đất ấy, thì nhiều muỗi vô kể luôn. Và bây giờ trên chung cư cũng rất là nhiều muỗi luôn, kể cả trên tầng cao. Thì thỉnh thoảng cũng có vài con nó theo cái đường gọi là cầu thang máy ấy, để nó đi lên ấy. Mà chung cư mà bình thường không mắc màn mà đêm mà có 1-2 con muỗi rất là khó chịu luôn, tại vì không nghĩ là có muỗi để chúng ta mua màn mà. Thì muỗi gây rất là nhiều bệnh nguy hiểm như là sốt xuất huyết, sốt rét gì đấy. Nên trong video này mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đèn chống muỗi. Sản phẩm này mình thấy nhiều bạn comment khá là hiệu quả. Rồi. Sản phẩm này trên thị trường đang bán với giá là 450. Và bây giờ anh em mua thì được sale 350. Đó. Link mua sản phẩm này mình để dưới video nhá. Sale 100.000. Rồi đây anh em, đây hộp sản phẩm USB Charging Electric Mosquito Lamp, có đèn này, có USB sạc tuyệt vời luôn. Những cái đèn bắt muỗi khác thì anh em thường cắm vào, thường dùng củ sạc cắm vào điện hoặc là chúng ta cắm vào sạc dự phòng gì đấy. Mã của nó là Mokato M102, đây hình sản phẩm này. Đây có thể sạc lại này, sạc đầy cực kỳ tiện. Chúng ta có thể mang đi du lịch, đi phượt, đi cắm trại, lên rừng rú, lên đồi núi gì đấy, dùng sản phẩm này thì ngon luôn. Cắm trại cho vào lều ấy. Double effect of mosquito control. Đây, cái sản phẩm này sẽ dùng ánh sáng để nó thu hút muỗi nhá. Đó, và diệt được rất là nhiều muỗi. Theo quảng cáo đấy. Cái này thì thích hợp nhất là dùng ngoài trời luôn, vì có sạc pin. Đây, có ánh sáng xanh này. Và nó sẽ phát ra cái dòng điện rất là mạnh, giết chết ngay con muỗi, đáng ghét anh em rồi. Ở đây cũng thế thôi. Bên trong hộp chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và cáp sạc đây, đầu micro USB nhá, đều tiêu chuẩn. Và đây là sản phẩm, rất là nhẹ luôn và cũng khá là to, có pin dung lượng 2000 nên anh em có thể sử dụng được mọi nơi luôn. Cái máy diệt muỗi này thì nó sử dụng ánh sáng nữa. Bình thường những cái máy diệt muỗi khác ấy, thì nó sử dụng cái âm thanh để xua đuổi muỗi. Thì một là nó xua đuổi muỗi đi thôi, chứ nó không bắt và nó diệt đấy. Thứ hai là cái âm thanh này có thể gây hại cho sức khỏe. Thì mình khuyên anh em là dùng cái máy mà cái máy kiểu mà nó phát ra ánh sáng để nó thu hút muỗi, và nó hút vào bên trong và nó sẽ giật điện chết con muỗi luôn. Cái giật điện này nó kiểu như là cái vật lưới ấy. Đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ có cái chổi để vệ sinh này. Đấy, khi mà muỗi chết, chổi vệ sinh muỗi, con muỗi. Và đây sản phẩm, trước chúng ta sẽ có nút nguồn nấc 1 và nấc 2. Ở đây chúng ta sẽ có cổng sạc micro USB và đèn LED. Đây có dòng logo Mokato đây. Đó. Cạnh sau thì ta sẽ có dung lượng pin là 2000 mAh, và cái dòng điện này khá là cao nên anh em không nên sờ vào nhá. Với cái dung lượng pin 8000 mAh này thì sẽ dùng được 8 tiếng. Đó, anh em dùng được cả đêm luôn, ok. Ở đây có dòng là on và off để mở ra, rồi để dọn vệ sinh. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khung nhựa, đó, nhựa như này bọc xung quanh ngoài để chúng ta không chạm vào cái lưới này. Còn chạm vào lưới này thì thôi rồi, lượm ơi luôn, mất trên cánh quất luôn anh em ạ. Rồi ở phía dưới này thì có những cái thông số chi tiết hơn đây. Sạc 5V 1A, điện 120V, 5W. Đấy, anh em có thể dùng ở củ sạc, chúng ta vừa dùng vừa sạc, hoặc là chúng ta sẽ sạc và dùng được cả đêm luôn. Đó, và ở dưới đáy này có thêm một cái móc này, cái quai cầm rất là tiện luôn, để anh em có thể treo luôn nhá. Đó, một là chúng ta để trên bàn như này, hai là chúng ta treo ngược như này. Đấy, treo như này kiểu đi ra ngoài cắm trại lều lủng gì đấy, treo lên lều hay gì đó, tiện chưa. Rồi, nó hoạt động như là đây, chúng ta sẽ tháo ra như này. Đó, đây. Đấy, anh em thấy rồi, nó đang bật đây. Vâng, đang review này, phải tập trung cao độ, chạm vào đây thì thôi xác định sắp bật lờ luôn. Đây, đang bật nước 1, đấy, lên đèn xanh rồi.
Đó. Ở ngoài đèn xanh nhìn nó rõ hơn anh em. Vòng quay mình nó hơi sáng. Đây, tắt này, bật nước 2 này. Đấy. Đây, nó màu đèn vàng như này. Còn nước 1 là đèn xanh như này. Thôi tốt nhất là đóng lại cho chắc. Chả may review đang phẩn nữa, chạm vào phát thì thôi. Đấy, xác định sắc mặt. Đấy, thì cái khe này rất là rộng nhá, đủ để một con muỗi gọi là muỗi trâu đấy, bay vào được. Và cái ánh sáng này nó sẽ thu hút muỗi bay vào, thích thú luôn, bay vào và chạm vào cái sắt này. Lưới sắt ở trong này sẽ giật điện, trong này sẽ hút con muỗi vào nhanh nghe. Đó, ngon chưa? Ok, sản phẩm này shop đang bảo hành là 1 đổi 1 trong 7 ngày nếu mà lỗi. Và bảo hành chính hãng 12 tháng cho anh em luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ test thử xem như nào. Link của sản phẩm này mình sẽ để dưới video này nhá. Ok anh em, bây giờ đang là 9:33 này. Đó, 9:33 tối. Tối mới bắt được nhiều muỗi anh em ạ. Đấy, để xem tối nay có bắt được con nào nhá. Hình như trong phòng mình bây giờ có 1 đến 2 con thôi. Cũng không nhiều đâu. Để xem tối nay nó có bắt được không. Thì cái máy này chính xác của nó là dùng ánh sáng tím anh em. Đây. Đó, ánh sáng tím. Đấy, khi muỗi bay vào thì gió nó sẽ hút vào và giật điện chết luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt thử. Và ngoài ánh sáng tím ra thì cái này còn có cái đèn ngủ. Đấy, bật cái công tắc này lên. Đó, nó sẽ làm một cái vai trò đèn ngủ luôn, rất là tiện. Đây anh em, đèn ngủ này. Đấy, và đây là ánh sáng tím. Đó, anh em thấy chưa? Đi ngủ thôi. Tạm biệt anh em. Good night. Ok đây anh em. Đấy, thành quả sau một đêm. Đó, được bắt được mấy con muỗi. Và mình thấy có cả mấy con côn trùng khác nữa. Đây, giờ mình sẽ mở ra cho anh em xem. Đấy. Và anh em lưu ý khi chúng ta bật này này. Đấy. Mà chạm vào đây là sốc mặt đấy. Đây, có muỗi đây anh em. Đấy. Đấy. Đó. Một con này, hai con này, ba con này. Đấy. Đây, có cả con, hình như là con này là con mối đâu ấy. Đấy. Và một con trên này nữa, như là bốn con và một con mối. Đấy. Cũng ổn anh em ạ. Bắt được muỗi. Đấy. Cũng khá hiệu quả vì bắt được muỗi. Còn hơn mấy cái loại mà mình đã review mấy chục nghìn không bắt được con nào. Đó. Ok nghe. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm đèn diệt muỗi đang sale còn 350. Anh cảm thấy video hay, like đăng ký kênh và ủng hộ kênh mình. Cảm ơn đã theo dõi video. Bye bye. Nói chung là sản phẩm này không thể thiếu được, đặc biệt là trong mùa hè này. Nhiệt độ đang tăng rất là cao và cực kỳ là nhiều muỗi lên anh em ạ. Đêm nó mà đốt cho thì mất ngủ luôn cả đêm.